Còn này, này là lưỡi gạt khe cửa điều hòa trên xe Hyundai nha. Lưỡi gạt khe cửa điều hòa trên xe Hyundai Accent. Cái này ở một số thị trường, ở thị trường Trung á thì nó lấy tên là Hyundai Verna ha. Ở thị trường Việt Nam á thì nó dùng cái tên là Hyundai Accent ha. Cái tay nắm, cần gạt cái khe cửa điều hòa xe Hyundai Accent, nó phía trước nó có bốn ha, nó có bốn cái ô thở gió của máy lạnh ha. Thì trên bốn ô thở gió đó nó có cái tay gạt để điều chỉnh cái ô cửa gió đó ha. Thì xe Hyundai Accent ha, bốn vị trí nó có bốn cái khe gạt khác nhau chứ không dùng chung nha. Một cái bên tài, một cái bên phụ, hai cái ở giữa ha. Đây, đây một cái nha, một mẫu ha. Đây, mẫu này thì nó như thế này ha. Đây, cái này nó có cái chốt ngắn ha, nằm bên phải ha. Nó có cái khe ở giữa ha, nó có cái khe giữa để kẹp vào trong cái cửa gió ha. Mình sẽ nhét vào trong cửa gió và cái chân này nó sẽ gạt vào thanh bên trong. Khi mình kéo qua kéo lại ha thì nó sẽ gạt cái cửa gió bên trong ha. Như vậy một mẫu thứ nhất ha, nè nó có cái họa tiết cầm mặt trên sọc sọc caro nha, mặt dưới không có ha, mặt dưới là trơn ha. Hai này hàng cao cấp nên giá nó cao, cái chất cái sự hoàn thiện của sản phẩm nó cao ha. Mẫu thứ nhất là cái chốt gài nằm ở bên tay phải và ngắn, mẫu như thế này ha. Rồi, một mẫu. Có tại vì nó có bốn vị trí nha, phía trước của Hyundai Verna hoặc là Hyundai Accent nó có bốn vị trí. Mẫu này là mẫu ở giữa đó nha, tại vì cái mẫu bên ngoài á là nó có cái móc nè. Đây. Mẫu số 2, mẫu này là bên mẫu này ở giữa nha. Mẫu này là bên phụ ha. Mình thấy được cái mẫu bên phụ nè, nó có cái móc nè, một cái móc bên phụ ha. Ha, nó có họa tiết nè, có họa tiết này, mặt dưới ha, có mặt họa tiết mặt dưới đây, ha, cái nó có họa tiết mặt trên luôn đây, ha, rồi nó vẫn có cái khe để kẹp vô, này có cái khe nè, ha, và cái chân kẹp nó như thế này. Chân kẹp nó thì nằm ở giữa và nó dài hơn ha. Chân kẹp của cái mẫu bên phụ á, chân kẹp nằm ở giữa và nó dài hơn ha, so với cái ở giữa. Rồi ha. Cái này mẫu số 3, mẫu này bên tài nè, khe kẹp này mẫu bên tài nè ha. Mẫu bên tài ở mặt trên có họa tiết ha, mặt dưới cũng có họa tiết ha, và cái móc nó cũng dài hơn, và bên tài nó có cái lẫy bên tài nữa đây ha, có thêm cái lẫy bên tài nữa ha. Cái này thì bên phụ ha, bên phụ thì nó hơi lệch như bên phụ tí xíu, bên tài thì cái này nó hơi lệch như bên tài tí xíu ha. Cái này của Hyundai Verna hoặc là Hyundai Accent. Cái này một khoảng thời gian mình sử dụng thì nó rất dễ ha, nó rất dễ bị hư, bị gãy ha. Đặc biệt là các bạn nhỏ vào xe, các bạn nhỏ sử dụng cái này mạnh tay là nó gãy ha. Rồi đây một cái nữa ha. Đây cái này ở giữa nè, ở giữa thì họa tiết sọc caro ha, mặt dưới trơn ha, và cái chốt gài nó lệch về bên trái. Hai cái ở giữa đây ha, hai cái ở giữa nè ha. Một cái chốt gà nó lệch về bên trái, một cái chốt gà lệch về bên phải ha. Chốt gà ngắn ha, hai cái giữa chốt gà ngắn. Rồi như vậy đây là khe kẹp điều khiển cửa gió điều hòa xe Hyundai Accent
xe Hyundai Venue ha. 4 cái, 4 vị trí nha.